Dạ vâng, thì hôm nay các quý khách hàng cùng với em Hương để đi tham khảo chiêm ngưỡng cơ sở 2 Sập Vụ Minh Hướng sẽ có những siêu phẩm sập vụ đẹp. Thì mã sản phẩm đầu tiên trước mặt của các quý khách hàng đây là mã sản phẩm có tên gọi là Sập Ngũ Phúc Kim Tiền Mai Cài Thọ. Thì ở dòng sản phẩm này được cơ sở em làm hoàn toàn trên nền chất liệu là gỗ gụ Lào chuẩn 100% hết ạ. Dạ cổ liền và đặc biệt là bệ tiền là dày 12 phân, chân vuông 26 phân và bệ ngang là dày 10 phân, liền khối hết đó ạ. Có kích thước là 1m80 x 2m20, mặt khuôn 10 ván 3 phân. Và đặc biệt là dạ tiền được cơ sở em đục thủ công bằng tay 100%. Đục vô cùng là kênh bông sắc nét trên từng chi tiết nhỏ luôn ạ. Và đặc biệt là ở dạ ngang đây được cơ sở em làm vô cùng là dày dặn, khác hẳn với những hàng phổ thông trên thị trường. Dạ ngang của cơ sở em làm hẳn lên dày 10 phân, còn những dạ thông thường là chỉ dày 8 phân thôi ạ. Thì ở phần mặt sập được cơ sở em chọn gỗ nục nạc, gỗ vân rất đẹp, hai tấm cùng cây, vân đối xứng vô cùng là đẳng cấp luôn. Giá của bộ sập vụ này dao động từ 33 triệu đồng ạ. Là các quý khách hàng đã sở hữu ngay hàng VIP. Tiếp đến là mã sập thập điệu quần mai, cũng có kích thước là 1m80 x 2m20. Thì hàng này được cơ sở em làm là dày 10 phân thôi ạ. Đục cũng bằng tay, vô cùng kênh bông và sắc nét. Đang được cơ sở em bán với mức giá là 30 triệu. Tiếp đến là mã sập trơn, đôi sập trơn chọn vân rất đẹp luôn ạ. Hàng cũng là hàng bệ VIP, bệ dày 12 phân và bệ ngang là dày 10 phân. Chọn vân vô cùng là đẹp và đẳng cấp, bệ dày 10 phân ấy. Các quý khách hàng cũng có thể xem ạ. Rất nặng và rất chắc chắn luôn ạ. Khác hẳn với những hàng phổ thông chỉ dày 8 phân trên thị trường. Hàng đều sạch sẽ từ trong ngoài, liền lành hết, vô cùng là đẹp. Thì bộ sập vụ này đang được cơ sở em bán với mức giá là 32 triệu. Cho bệ dày 12 phân, bệ hồi dày 10 phân và chân là chân vuông 26 phân liền khối. Phần mặt sập cũng là mặt sập khuôn 10 ván 3 phân, hai tấm vân rất đẹp, hai tấm lá cùng cây vô cùng là đẹp và đẳng cấp luôn ạ. Hàng chọn vân siêu kỹ và siêu đẹp luôn. Vế vai ngang này cũng được chọn vân vô cùng là đẹp. Dạ cổ liền. Và trong đây là hai bộ sập thập điệu quần mai có kích thước là 1m60 x 2m20. Và một con siêu phẩm VIP nữa đang được cơ sở em làm đặt cho anh khách tại Hải Phòng đó ạ. Điều đặc biệt là được khảm chữ Thọ ở giữa và khảm chỉ viền vô cùng là đẹp. Khảm thêm những bông hoa, cành hoa hồng. Và hàng đều là sạch sẽ trong ngoài hết ạ. Giá của bộ sập Ngũ Phúc Kim Tiền Mai Cài Thọ, bệ tiền dày 12 phân, ngang hồi dày 10 phân, mặt khuôn 10 ván 3 phân, đang được cơ sở em bán với mức giá là 35 triệu. Hàng vô cùng là đẹp, sạch sẽ, trần lõi luôn ạ. Thì bên cơ sở em có làm đặt tất cả các mẫu mã sập vụ Lào khác nhau, từ sập còi, sập lễ, sập hầu vân vân ạ.